Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em. Cái tầm này ấy, chắc anh em đều đã quen thuộc với cái meta rồi. Chơi như nào rồi thì chơi cái bộ gì chắc là anh em còn thông thạo hơn tôi. Thế nên là bây giờ ấy, chắc là tôi những cái phần giới thiệu về meta chắc là tôi không cần phải làm nữa đâu nhỉ anh em nhỉ. Thì thôi chúng ta chơi theo kiểu giải trí thôi. Chơi xem là có những cái gì hay ho thì chơi cho là vui. Cái gì mà chúng ta không có thực hiện được trong rank ấy thì tôi sẽ chơi ở trong những cái clip nha anh em nhá. Ra clip nó sẽ ra những cái bộ mà nó dạng như kiểu là thử thách, dạng như kiểu là chúng ta rất ít chơi và chơi những cái bộ khó. Đấy, như thế thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Còn meta thì đấy, loanh quanh vẫn mấy cái bộ mà tôi đã giới thiệu ở đầu meta thôi. Mới update xong thì sẽ có một series chuyên là giới thiệu những cái bộ mạnh nhất meta. Sau đó thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ khám phá ra những cái hay ho mà chúng ta có thể làm được hoặc chúng ta cố gắng có thể làm được ở trong meta này. Đấy. Và nói chung ấy là nó cũng sẽ là những cái video hy vọng là sẽ mang đến cho anh em những cái phút giây, những cái giờ phút giải trí nha anh em nhá. Rất vui nếu mà được đồng hành với anh em trong cái trò này lâu dài. Đấy. Chứ còn cái tầm này thì thực ra là cũng cái trò này là cũng đã ít người vơi đi rồi. Vơi đi rồi, bản thân cái nhà phát hành ấy, cái nhà phát triển này này, cái trò này này cũng đang có những cái dự án mới, có những cái lướt đi khác. Đấy, tập trung ngày trước là tập trung cho một con game thôi. Tập trung duy nhất cho một con game Auto Chess Mobile thôi. Thì bây giờ lại bắt đầu lại phát triển thêm nhiều những cái game khác. Tập trung vào, bây giờ lại phải tập trung vào hai game chứ không còn là một game nữa. Đấy, sắp tới thì nghe thông tin phong phanh ở đâu đó thì là nó sẽ phát triển một cái dòng game MOBA kiểu dạng như là Dota hay là Liên Quân ấy. Không biết là anh em có lắm được không? Có lắm được cái thông tin đấy không? Nhưng mà tôi thấy là nó sẽ phát triển một cái dòng game dạng như kiểu Dota, tức là nó là một cái vòng luẩn quẩn. Đấy, ngày trước thì cái trò Auto Chess Mobile là nó là một cái custom map ở trong trò Dota 2. Tức là chúng ta chơi từ một cái trò MOBA, sau đó thì chúng ta mới có được cái trò này. Chúng ta mới có được cái trò Auto Chess cờ tự động. Thế sau đó thì bây giờ lại chơi cờ tự động, nhưng mà bây giờ lại phát triển một cái trò MOBA mà nó lại dựa vào cái trò cờ tự động này. Đấy, lại từ cái trò Auto Chess Mobile lại lấy nhân vật của Auto Chess Mobile lại chuyển hóa ra thành một cái trò MOBA. Ây giời, đúng là cái vòng luẩn quẩn. Không biết là anh em như nào, anh em có hóng cái trò đó không? Anh em thử để lại cái ý kiến của anh em nhá, xem là anh em có muốn chơi cái trò đó không và có muốn là tôi làm nội dung của cái trò đó không. Đấy. Anh em để lại ở dưới phần comment cho tôi. Còn nếu mà có cơ hội thì tôi cũng muốn là sẽ gửi tới anh em những cái hình ảnh đầu tiên, những cái clip đầu tiên về cái trò đấy. Và tôi cũng phải nói luôn là tôi cũng đã đăng ký để được chơi thử cái bản gọi là bản beta đấy. Bản beta và chỉ cho có giới hạn thôi, cho những streamer là có thể là được tiếp cận sớm và được chơi. Thì tôi đăng ký rồi, tôi đăng ký và tôi cũng đã được chấp nhận rồi. Tuy nhiên là cái độ hóng của tôi thì nó cũng chỉ bình thường thôi. Tôi đăng ký để xem là tôi chơi thử xem là nó có khác gì với Liên Quân, khác gì với cả cái bản tốc chiến không. Liên Quân với cả Liên Minh huyền thoại tốc chiến ở trên điện thoại, nó đã là hai cái tượng đài và nó đã phát triển một khoảng thời gian khá lâu rồi. Còn tôi nói thật, nếu mà bây giờ cái trò này nó chuyển sang thì cũng chưa chắc đã thành công tại Việt Nam đâu. Kể cả bên Trung Quốc cũng chưa chắc đã thành công. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ thử thôi. Gọi là chúng ta ủng hộ, chúng ta ủng hộ nhà phát triển đi. Thử xem, chơi thấy hay thì có thể chơi, còn nếu không hay thì thôi, có gì đâu. Thế là tôi cứ đăng ký cho thử đã nhá. Đăng ký cho thử, đăng ký rồi. Đã có thư phản hồi là được chấp nhận rồi, là được chấp nhận, là được gửi cái bản beta test để có thể chơi. Mấy hôm nữa là có thể là được chơi. Đấy. Tầm này là vẫn chưa có bản đao anh em ạ, chắc là vẫn chưa xong. Nhưng mà mấy hôm nữa là tôi có thể sẽ là cái người đầu tiên ở Việt Nam là được chơi cái trò đấy đấy. Đấy, không biết kênh khác như nào, kênh stream khác như nào tôi không biết, nhưng mà tôi là đăng ký rất sớm. Và sẽ là ở trong thư ấy, người ta gửi lại cho tôi ấy, thì tôi sẽ là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam chơi đấy, được chơi cái bản đấy. Có thằng Echo. Tôi nghĩ là trận này chắc là tôi Echo, tôi phá chuỗi thằng kia thôi anh em ạ. Phá Echo chứ còn bây giờ bài này nó yếu quá rồi. Thôi. Bỏ anh em ạ.
Trận này chơi không chơi xuyên nhá, không chơi xuyên. Bỏ cờ đi. Bỏ cờ phá chuỗi thôi. Chứ còn mình mà không phá chuỗi cho nó là tí nữa là mình chết rồi, nó không chết, mình còn yếu. Mình yếu, mình cũng không có tiền. Địch thủ ấy là yếu nhưng mà địch thủ có tiền, địch thủ có tiền, địch thủ tí nữa sẽ coi như là roll do là ra được đủ bài, phong được đủ bài, comeback các thứ kinh lắm, không được anh em ạ. Chắc chắn rồi, mình không chết là địch chết. Không quen biết rồi, chắc chắn là phá chuỗi không có nhiều. Nha anh em nhá, phá chuỗi. Đấy, còn quay trở lại cái trò MOBA ấy, thì tôi sẽ khi là tôi được chơi tôi sẽ chơi và tôi sẽ quay clip lại. Sau đó thì tôi sẽ up lên để cho anh em cảm nhận. Các anh em cảm nhận chơi, xem tôi chơi xem là cái trò đấy liệu nó có cái cửa nào mà nó chơi, nó có thể là đối thủ của Liên Minh Huyền Thoại hay là sorry anh em, Liên Quân hay là Liên Minh Tốc Chiến không. Tôi nghĩ là nó cái cửa nó sẽ là cái cửa khá bé. Gặp chưa? Ui chưa gặp, ra 7 vẫn chưa gặp, hơi đen nhỉ. Thực ra tôi muốn gặp sớm, tôi muốn gặp sớm. Bởi vì là gặp sớm là chúng ta vứt con Eco và giữ được máu, mà cũng đồng thời là cắt được chuôi của đối thủ luôn. Đấy. Cắt được chuôi của đối thủ luôn là ok. Sau đó chúng ta cho vào giữ máu thôi. Cho thậm chí là có thể cho gót kẹp với cả con Heaven Bomber này vào thì cũng khá là giữ máu đấy, khá là tốt. Nhanh anh em ạ, gặp nhanh lên. Chứ còn bây giờ ấy, nếu mà không gặp ấy, gặp muộn cái là thôi chắc có toang. Gặp tầm này gặp muộn xong rồi tí nữa máu còn có tí máu, comeback là khó lắm. Đấy, chúng ta gặp cái xong là bỏ bài vào là giữ máu thôi. Anh em nhá, gặp đi, gặp đi, gặp đi, gặp sớm đi. Gặp sớm round 9 gặp luôn đi. Round 9 gặp được không? Gặp hộ cái. Ây à. Hơi đau đầu một tí nhưng mà thôi, chấp nhận bài xấu rồi, chấp nhận rồi anh em ạ. Đồ thì bây giờ tôi cũng chưa có được cái món nó rõ ràng cho lắm. Cái Blink này ghép thì nó có thể chơi được rất nhiều bài nhá anh em nhá. Vẫn chưa gặp ạ. Cay nhờ. À, nhìn là biết là ông này đi xuyên rồi. Nhìn biết có người đi xuyên rồi. Mà trận này không đi xuyên anh em nhá. Xuyên nó đã, nó gọi là quá là nhàm chán rồi. Chơi xuyên vào rank cái nhìn thấy rất nhiều người chơi xuyên. Đấy, mà vào rank cái mà nhìn thấy ông nào chơi xuyên ý, biết ngay dân chơi. Dân chơi chơi hát. Chắc chắn là dân chơi chơi hát rồi. Tôi không phải là cái dạng dân chơi chơi hát anh em ạ. Tôi chủ yếu là dân chơi giải trí, cưỡi ngựa xem hoa, lưng cao trải nghiệm của các anh em viewer, rồi thì thử thách cái giới hạn của bản thân tôi. Chứ còn cái tầm này tôi nói thật với anh em, nếu mà không chơi hát để top server ấy, top server nghĩa là top 1, top 2 server ấy, chứ còn dăm ba cái top mấy chục thì không nói nhá. Top server là top 10, trong top 10 thì mới cần phải là chơi hát thôi. Chứ còn nếu mà lên rank queen ý, thì tôi nói thật cứ lằng nhằng cứ chơi thế này, thế nào cuối mùa nó chả lên gom. Thế nhá anh em nhá, nên là tôi chấp nhận là hy sinh để có như là làm clip vui cho anh em nha anh em nhá. Anh em yên tâm là chắc chắn anh em sẽ không phải xem những cái clip mà gọi là sờ farm những cái bộ meta đâu. Những cái bộ xuyên giết các thứ thì thôi, cái đấy để cất kho nha anh em. Gặp round 9, mẹ gặp tận round 9 mới gặp, nhưng mà cũng là tốt rồi. Cũng là tốt rồi, thôi gặp round 9. Ơ nhưng mà mẹ gặp round 9 thì thà gặp round 11 con hơn nhở. Ui giới ơi, gặp gì mà gặp round 9. Gặp round 11 ngon hơn. Chán đời thật sự. Được thêm một round nữa, kiếm tí tiền, round 11 gặp cũng được. Thế thì gặp round 7 luôn cho xong. Như này có lọt quái không nhở? Ba Warrior, tôi muốn kẹp gấu tham tí anh em. Tham tí để round sau chẳng may mà nó lại ra được cái con gấu. Một cái con gấu nữa thì chúng ta có thêm 2 tiền hoặc là 3 tiền. Mà nói chung là nếu mà có gấu thì chúng ta sẽ có được cái lượng tiền nó cũng khá khá. Nó cũng gọi là bù đắp vào cái giai đoạn đầu game bị mất máu. Cũng ok. Gấu bây giờ kẹp vào hên nó ra thì câu chuyện nó lại khác. Chúng ta có thể chơi được chuỗi thắng. Chuỗi thắng luôn, anh em không tin à? Chuỗi thắng luôn, không nói nhiều, không lằng nhằng. Chuỗi thắng luôn nha anh em nhá. Ra thử con gấu mết em, có chuỗi thắng không? Đấy, bây giờ ra con gấu mết thì là đánh chuỗi thắng luôn này. Human bỏ vào này, 3 mết bỏ vào này. Con gấu mết 1 sao nó khỏe lắm anh em ạ. Ui, có toàn quái không nhở? Ui, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ui, thôi chết tôi rồi, toàn quái mới đau. Ơ, ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ui, ăn được anh em ơi. Mẹ sợ thế. Cứ tưởng là tong quái ấy, xòe quạt một phát nữa. Thế là khá khá máu.
Cái gì đây? Chơi gì đấy? God à? Có ca lông. Có ca lông, có ba tia này. Mà đéo chơi. Đéo chơi, đéo chơi, đéo chơi. Ok. Đéo chơi nha anh em nhá. Không ca lông, không ca lông. Chiếc ca lông nó nhạt quá rồi. Chiếc ca lông nó nhạt quá rồi anh em ạ. Đã gọi là chơi lạ luôn. Chơi lạ hẳn luôn anh em. Quyết không chơi luôn. Để cho anh em thấy nó sẽ như thế nào nếu mà chúng ta không chơi những cái con bài gọi là truyền thống, những cái con bài mạnh ở trong cái thời điểm bây giờ, mà chúng ta chơi những, chọn những con bài yếu hơn đi, những cái con co mà không ai chơi như anh em nhá. Chỗ này chơi cái gì? Tôi phải tìm ra một cái con mà xem nào. Phải tìm ra một cái con mà không ai chơi. Không thấy ai chơi vào trong chơi chơi gót cả thì chơi nhá. Gót rơi. Gót rơi, gót rơi ba sao? Gót rơi hả? Anh em xem cái bộ gót rơi là cũng hay đấy. Đợt trước có làm rồi, có làm một clip là có cái bộ gót rơi rồi. Cũng khá là ghê. Con rơi dồn toàn bộ đồ cho con rơi gây nhiều đam phết anh em ạ. Nhưng mà trận này thì thôi anh em. Nó hơi bị quá tay rồi. Nó hơi quá tay qua cái thời điểm mà chơi gót rơi đầu game là phải mua nhiều rơi vào. Chứ còn bây giờ là qua cái thời điểm mà mua được nhiều cái con một sao, một tiền rồi. Đấy, giữ máu tốt đấy chứ. Bỏ bài và giữ máu khá tốt đấy. Đấy, mỗi round mất có tí máu thôi, hai máu thôi là được rồi, ổn. Tôi ổn. Vẫn ổn anh em. Đó. Từ từ giữ máu đã. Kiếm một cái con co đấy mà nó hay ho. Up 8 rồi roll. Up 9 luôn đi. Up 9 roll. Co sẽ là một con 4 tiền hoặc là con 3 tiền thôi. Tôi nghĩ là như thế. Ở cái level cao thì chúng ta roll chủ yếu là con 2 tiền. 2 tiền hoặc là 3 tiền làm co. Mà hình như là cái con người lướt nó mới được bắp. Đúng nhỉ anh em nhỉ? Cái con người lướt Water Spirit nó mới được bắp. Liệu rằng anh em có muốn là thử chúng ta chơi cái con người lướt đấy không? Anh em muốn thử không? Chơi gót người lướt. Thử đưa gót người lướt 3 sao xem là có ăn thua gì không? Chơi trận này thế nào cũng sẽ có thằng nó chơi gót ca lông cho xem. Chắc chắn đấy. Trận này sẽ có người chơi gót ca lông. Gót đỏ ca lông ở bài này nó là khá là mắc binh. Có Khan, có Omen. Có Khan, có Omen. Có Khan, có Omen. Không có Dark Spirit. Gót đỏ 10 điểm. Không nói nhiều. Ông nào mà chọn chơi gót đỏ thì chắc chắn là sẽ là vào trong top rồi. Top 1 hay không thì nó còn nhiều thứ nhưng mà chắc chắn là vào trong top. Đấy. Mà nói chung là ô mà thì như thằng này nó cũng chơi gót đỏ này. Thằng này chính là cái thằng mà vừa lấy eco phá chuỗi tôi này. À đâu, đéo đâu, mình phá chuỗi nó. Mình phá chuỗi nó mà. Nó eco trước mà, nó eco trước mình phá chuỗi nó. Ủa. Gấu assassin à? Gấu assassin luôn. Nhưng mà thôi tí chơi tạm tí bán thôi. Chả nhẽ lại bây giờ chuyển sang chơi assassin. God assassin. Water Spirit. Water Spirit có chơi không? Water Spirit à? Đang phân vân. Đấy, cứ để mua tự động rồi đã. Để mua tự động cái rồi tí nữa là nó sẽ ra con Water Spirit nhiều tí thì chơi. Con này là mà chơi ấy, nếu mà chơi co 2 tiền là phải 3 sao anh em ạ. Co 2 tiền, co 3 tiền là phải là 3 sao. Lên 3 sao và luôn rất nhiều ở 9 đấy. Và nói chung là cũng sẽ phải có một cái trận đấu mà chúng ta thử nghiệm đã rồi chúng ta mới. Tôi chưa chơi anh em ạ. Đây nào.
Nhiều khi là cũng phải biết xem là chơi ở level mấy. Ngày trước con Water Spirit hay run ở 8, lên 3 sao ấy, run ở level 8 ấy. Và lúc đấy nó sẽ là 4 gót kết hợp với cả 4 đỏ, 4 gót, 4 đỏ kẹp Water Spirit ở level 8. Thế thôi, sau đó run 3 sao. Còn bây giờ nó lại hay chơi ở level 9, tuy nhiên là chơi ở level 9 nó chỉ có 2 gót thôi, 2 gót 6 đỏ. Kẹp Water Spirit thì cái con Water Spirit đấy liệu rằng là nó, cái lượng đam của nó có đủ không nhỉ? Do là cái cooldown của nó khá lâu, nó mới có thể lướt được một phát. Mẹ, đồ toàn đồ đánh tay anh em ạ. Đồ đánh tay mới điên nhá. Đồ này đồ đánh tay. Cho gấu assassin nào. Đồ này mà đồ bắn trưởng thì tôi xung kích các thứ thì tôi chơi Water Speed ngay. Mà đồ này đồ đánh tay anh em ạ. Thế này. Đồ đánh tay như này thì chơi như nào ấy. Bên này anh em thấy không? Toàn đồ đánh tay luôn. Lấy cái giáp nhỉ. Cơ mà cái trận này chắc là không chơi được cái con Water Spirit rồi anh em ạ. Hẹn anh em vào cái trận sau rồi. Trận này không có đồ. Có mỗi cái Blink thì nó không ổn. Nó phải có những cái trượng phép rồi cái gậy huyết ma các thứ cơ. Anh em ạ. Huyết trượng ấy. Huyết trượng các thứ thì mới may ra mới có thể là chơi con Water Spirit nó mới có đam. Thôi. Trận này có khi là chuyển sang Assassin. Chuyển sang Assassin. Anh em thích chơi Assassin hay là vẫn chơi cốt đỏ? Chuyển dần sang Assassin thôi nhở. Chuyển dần sang Assassin. Đồ này khá là hợp cho Assassin đấy. Tí nữa ra nếu mà lấy cái chơi insect cũng được. Lấy cái gì nhỉ, cái găng tay ấy, găng tay Kira chơi insect. Gấu assassin lên được 2 sao thì nó lại uy tín luôn anh em. Ôi trông yếu thế. Thôi chết tôi rồi. Bây giờ mỗi round lại bị đẩy 10 máu này có kinh không như này. Ui tôi vừa mới bán cái con Thunder Spirit thì nó bây giờ nó ra 2 con này. Thế là lên 2 sao được rồi đấy. Nhưng mà không có đồ anh em ạ. Cũng không chơi được, phải có xung kích cơ. Không có đồ, Water Spirit yếu lắm. Giáp băng không có. Ghép Blink từ đầu game rồi anh em ạ. Ai biết đâu là phải coi như là Eco. Thế mới cay, biết thế Eco từ đầu luôn. Giữ được cái viên ngọc với cả cái giáp băng thì cũng là vẫn ok. Vẫn ok, có thể chơi được con Water Spirit. Nhưng mà thôi, được rồi. Trận này chúng ta không chơi được cái kiểu đấy thì chúng ta chơi kiểu khác. Không vấn đề gì hết anh em nhá. Không vấn đề gì hết. Tôi đang có một cái ý tưởng như này. Là liệu rằng là chúng ta có lên chơi là God kết hợp với cái con Dominator không? Chắc là cũng được đấy nhở. Ý tưởng cũng khá là hay đấy. God với Dominator anh em chắc là cũng thích xem. Hay là chúng ta thử một trận đi. God Dominator đấm nhau với cả God đỏ ca lông xem là có thằng nào ăn. Ồ, hợp lý không? Anh em thấy hợp lý không? Ui quá hợp lý. Đây rồi. Hai con rồi này. Một con nữa thôi là được rồi. Một con nữa lên 2 sao rồi. Ok, 2 sao là cũng là ổn rồi. Nhưng mà trận này cũng gọi là đồ đam thì cũng không phải là đam ngon đâu. Không có cái kiểu hút máu. Không có que, không có que. Không có hút máu, không có búa xét, không có búa xét nữa. Chính vì thế là chơi đấm tay thì vẫn cũng chưa ngon lắm. Bài này ngon nhất ở trong cái đồ này chỉ có thể chọn là bài 6 assassin thôi. 6 assassin là ngon. Gấu assassin Blink sau đó thì chém lan. Rồi có critical. Cái crit nó sẽ khiến cho con này nó clear được. Chứ còn đồ này để đồ chém tay bình thường thì nó khá chậm anh em ạ. Đánh khá chậm. Ok. Khá ổn đấy. Ui lại ra con gấu đá này. Nhưng mà tôi không có chơi xin đâu nha anh em nhá. Chắc tôi sẽ không chơi assassin đâu.
Tầm này sẽ không chơi assassin đâu. Thôi chúng ta chốt đi, chúng ta chốt chơi God Dominator nhá anh em nhá. Thử xem là con Dominator này nó như nào, liệu rằng nó có thể ăn được cái con Kalong không, Kalong phun đồ ăn được không. God đỏ Kalong mà đấm nhau với God đỏ Dominator. Đấy, 5 tiền đầu với cả 3 tiền để xem con nào ăn được nhá anh em nhá, xem con nào ăn được. Còn tôi cứ nói là chơi assassin thôi, chứ còn cái tầm này gấu nó vẫn chưa lên được 2 thì không có cái cửa mà chơi gấu assassin đâu anh em ạ. Gấu assassin này là chỉ để sinh ra, chỉ để bán đi kiếm 3 tiền thôi. Hết round này là tôi bán thôi. Hết round này là giải tán luôn, giải tán luôn anh em ạ. Giải tán luôn kẹp eco vào thôi. Chứ cái tầm này bắt đầu yếu rồi. Hết round này là lên 9 kẹp eco, sau đó giữ 50 tiền mà roll co anh em ạ. Máy bay. Ok. Rồi. Lên 9. Rồi ok, cho tôi giải tán cái bọn gấu với cả bọn không chơi này đi đây. Tôi dồn đồ cho máy bay, tôi bán hết bọn gấu đi. Đây có con eco đây rồi, Fortune Teller rồi. Thôi được rồi, eco luôn. Chắc cái tầm này bây giờ chúng ta eco thôi anh em ạ. Bán hết đi lấy tiền thôi. Đây. Ok. Round này chắc là mất cũng khá máu ấy. Máy bay thả được thêm quả lửa thì ngon. Thả thêm quả lửa thì sẽ giữ được máu khá tốt. Cũng được ấy chứ, cũng được ấy chứ, cũng được ấy chứ. Lọt có 3 con thôi. Hay quá, bụt máu, được rồi. Đây rồi, kha này. Nhưng mà vẫn thiếu con wizard anh em ạ. Wizard mày ở đâu? Ra đây. Ui. Đây rồi, đủ bộ đỏ này. Bốn God Rill luôn. Vẫn thiếu wizard anh em ạ, nhưng mà ra được 4 God Rill. Chưa biết lấy cái gì, giáp này chưa biết lấy cái gì. Thôi từ từ đã. Con máy bay nó giữ máu khá tốt đấy chứ. Nói chung là đúng thật là cái bọn gót đỏ này nó là đối trọng với cả cái bọn Aegisith. Aegisith Wick. Thực ra bây giờ Aegisith Wick nó là meta đấy, nhưng mà nó vẫn bị gót đỏ đấm. Nó vẫn có thể, gót đỏ nó vẫn đấm được anh em ạ. Bằng một cái lý do thần kỳ nào đấy mà cái bọn gót đỏ này nó khá là trâu, khá là gọi là lì ở trong combat. Vẫn là một cái bộ chơi được. Đây rồi. Bán con eco đi nhở. Thôi bán eco đi. Đập trứng luôn. Chơi luôn, chốt chơi Dominator luôn anh em ạ. Chốt luôn. Quyết định là không chơi máy bay anh em nhá. Không chơi máy bay. Đấy, tôi ra máy bay tôi không thèm chơi luôn. Để xem là Dominator có mạnh không nào. Và đây mới chỉ là 4 đỏ đấy nhá. Chưa phải 6 đỏ đâu. Đây mới chỉ là 4 đỏ, 4 gót đấy đấy. Được cái úp lồng liên tục đấy anh em này. Ui giời. Khỏe đấy chứ, khỏe đấy chứ. Kinh nhỏ, ui rồi, kinh phết. Đấm đau phết đấy chứ. Bộ này lên 10 là chơi được 4 gót, 6 đỏ, kẹp Dominator. Đến lúc đấy thì cái con này nó vừa trâu lại còn úp lồng liên tục nữa. Chắc chắn là nó sẽ rất nhây trong combat đấy. Vào luôn, không nói nhiều. Lên ở round 24 luôn anh em ạ. Kinh nhở. Trời. Khẳng định luôn là như thế luôn. Chứ còn không phải lằng nhằng đợi round 26 mới lên 10. 6 đỏ 4 gót. 6 đỏ 4 gót luôn. Đây rồi. Gặp ngay thằng Kalong. Gặp ngay thằng Kalong. Nhưng mà đánh cái gì đấy. Saman à.
úp lồng kìa, cá lồng đeo bắn được luôn kìa. Ui rồi, 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 úp lồng một cái lại không bắn được luôn. Ôi giời ơi, cá lồng ơi. Thôi xong rồi, tôi nghĩ cái trận này có thể đấm được cá lồng đấy. Gót nhiều chưa kìa anh em kìa. Trận này bao nhiêu gót luôn. Được đấy, được đấy, được đấy. Hay lắm. Trận này có nhiều gót quá nhở. Sơ sơ là vẫn có khoảng 3 người chơi xuyên. 3 người chơi xuyên có 4 gót. 4 người chơi gót cơ. 4 người chơi gót, 1 người chơi insect. 3 xuyên 4 gót. 3 xuyên 4 gót và 1 người chơi insect. Như này khả năng là cái thằng insect nó sẽ đi đầu tiên. Insect trông rất đuối. Đời ơi, cái gậy gỗ đầu tiên của tôi. Ôi dồi ôi. Ghép luôn cái chém hút máu. Vừa hút máu vừa trừ giáp. Ổn. Tăng đam anh em ạ. Chém nhanh hơn nữa. Giờ đang thiếu cái ấy. À đây rồi, có đây rồi. Đây rồi. Được. BKB anh em. Cần, rất cần cái BKB. Bài này nhiều gót. Phải có BKB Blink không là nó sẽ bị hút mana đấy. Hút mana là không úp lồng được anh em ạ. Trận này là phải có cái Blink là phải có BKB rồi, chắc chắn. Ghép, đã ghép Blink là sẽ phải ghép thêm cái BKB. Chứ còn nếu mà không có BKB là Blink một cái là nó hút mana là không úp lồng được là thua đấy. Úp lồng được vẫn chưa chắc đã thắng được ấy, chứ đừng nói là không úp lồng được nha anh em nhá. Gặp mấy cái thằng ở trận này chắc chắn là sẽ có nhiều người chơi gót cá lông. Bởi vì tôi nói rồi, cái bài này nó là cái bài mà cái bộ gót nó sẽ là cái bài để chơi để được top 1. Nhìn bật bảng truyền thuyết lên là biết ngay. Đấy, bật lên là biết ngay là chơi chỉ có chơi gót thôi, để được top 1 thôi. Chứ còn những cái bộ khác thì khó lắm. Kể cả là nói là cái bộ xuyên bây giờ là meta nhưng không có cửa trong trận này đâu anh em ạ. Vừa Squire vừa Kalong thì đỡ thì đéo được. Làm gì có đủ sức mạnh để có thể chơi được với cái bộ gót đỏ trong cái bài này. Xuyên nó chỉ là gọi là vớ vẩn thôi. Ui ăn được không? Chói kìa. Úp lồng phát lửa nào. Được quá nhờ. Hay quá anh em ơi. Chơi con này leo kha leo khèo thế mà cũng trông tín ấy. Ui cái gì đó này. Ui. Anh em nhìn nó đẩy đối thủ kia. 19 máu ạ. Được quá nhờ. Nhìn thế thôi nhưng mà lại khá được đấy. Hay quá. Thế mà tôi cứ nghĩ là cái con này nó yếu ấy, mà nó đâu có yếu đâu. Chơi chúng ta lại chơi thử cái con này cuối cùng. Được cái chứ nhở. Được đấy. Được đấy. Được đấy. Khá. Khá đấy. Thế thôi nhưng mà Dominator này có vẻ như là cũng chơi được anh em ạ. Thế thì anh em lại cần phải thử rồi. Anh em lại cần phải thử chơi rồi. Được đấy. Như nào đây. Xuyên đây này. Xuyên kết hợp với 4 wick meta đây. Anh em xem nó có chơi được không nhá. Úp lồng luôn. Ờ mà nó có úp được cái bóng chết không nhỉ. Ơ kìa con tên bên nó đang đấm kìa. Ok ok ok. Được chết rồi. Được không. Ui vẫn được anh em ạ. Vẫn ăn được đấy. Vẫn ăn được đấy. Ui, ổn đấy chứ, ổn đấy chứ. Ổn đấy. Mới có 2 sao, Dominator 2 sao thôi nhá. Con này mà lên 3 sao thì không biết là như nào đây. Ghép luôn thì cầm đánh đi. Rồi. Trận này mà nói chung là nếu mà úp chuẩn thì chết hết anh em ạ. Cứ đứng ở trong lồng thì chết thôi, con này nó úp liên tục mà anh em. 2 sao thì có vẻ như là nó chưa úp được liên tục. Nhưng mà lên 3 sao thì tôi nghĩ là nó sẽ úp liên tục đấy. Nó sẽ cái khoảng thời gian úp là úp xong một cái là khi mà cái lông nó hết là lại úp thêm được lần nữa luôn. Ok, việc bây giờ tôi là phải gặp cái thằng gót cá lông để chứng minh sức mạnh của cái bộ này.
gót đỏ ca lông nha anh em nhớ, mắc binh đi xem nó như nào. Gót đỏ ca lông mắc binh đi xem có ăn được không này không. Water Spirit, à chuyện này có thằng chơi Water Spirit này. Rồi ok, để xem Water Spirit liệu rằng có chơi được với cả Dominator không. Ồ, Dominator úp lồng đi, úp lồng đi, đúng rồi. Ui giời, Water Spirit lại đứng ở trong lồng, lại đứng, ui nó blink ra anh em ạ. Nó lại lướt được thêm pha lửa, nhưng mà rồi nó lại vẫn ở trượt ra được ngoài cái lồng. Kinh quá nhở, lẻ khá giỏi. Ăn nổi không, con này có vẻ như là nó tín hơn anh em ạ. Tôi lại úp được lồng con này, nhưng mà đéo bao giờ úp được vào chúng vào cái con Water Spirit, cay đấy nhở. Không được rồi, round này tôi sẽ bị đẩy à. Ui tôi lại hồi sinh ra được cái con ấy, hay quá. Thế thì cũng không mất nhiều máu lắm đâu. Được, 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 được. Cũng chỉ khoảng, tôi nghĩ là ít 6 máu đó. Nói chung là mặc dù là nhây thì nhây thật, nhưng mà đam thì có vẻ hơi ít. Đam gây ra thì có vẻ hơi ít anh em ạ. Đam đánh tay này, đồ như này chưa đủ thì phải. Tôi nghĩ là phải cần có thêm cái búa sét thì may ra mới có đủ đam. Không có búa sét thì hơi thiếu đam. Đồ tăng cơ thì có đấy, nhây đấy, nhưng mà còn búa sét nữa cơ. Ui dồi ôi, anh em nhìn kìa, 5 thằng chơi gót ạ. Mẹ đéo ra nhiều thằng chơi gót thế. Lấy lúc mà tôi nhìn có 4 thằng, bây giờ thành 5 thằng rồi. 5 thằng chơi gót mà tôi nhìn thấy thằng nào có con ca lông ở trong đội hình thì đéo nào. Vai đái thật, thế là bây giờ có một mình tôi là không có ca lông thôi. Một mình tôi giờ là không có ca lông anh em ạ. Ôi gặp thằng Xuyên có ăn được không đây. Úp lồng, ui giời hay quá. Úp chúng vào vô lực chơi mày đấm vào tao cái. Đứng ở trong lồng mới chết thì thôi, đứng ở trong lồng mới chết. Ô kìa, con mẹ ngu thế, úp vào một mình cái bóng đá coi như là chết ạ. Không hiểu kiểu gì con Dominator ngu ấy nhờ. Cái chỗ mà cả con Fallen thì đéo úp vào, úp vào cái chỗ mà đéo có con nào. Rồi mẹ chết rồi, úp như thế là ăn cứt đấy. Úp như thế là ăn cứt đấy. Đúng là tất cả là đều là tại con này hết anh em ạ. À, thành cũng là Dominator mà bại thì cũng là Dominator, cay nhở. Thôi nha, đừng có úp cái kiểu như vừa nãy. Cứ úp như vừa nãy thì chắc chắn là sùng hồ thôi anh em. Nhìn kìa, ôi nhìn trông ca lông, ca lông, ca lông, ca lông, ca lông. Có một thằng nữa là Water Spirit thôi. Chỉ có một thằng là Water Spirit thôi. Vậy là đều có ca lông ở trong cái bộ 6 đỏ rồi, càng quá. Ui, mày úp cho tôi chuẩn một phát nhá. Úp cho tao chuẩn một phát vào con ca lông. Chứ đừng có úp linh tinh. Úp linh tinh là chết đây. Con này là mỗi lần úp lồng là nó sẽ có 6 giây cooldown. Và úp lồng là trong vòng 4,5 giây. Vậy là sẽ có 1,5 giây là sẽ không được úp lồng. Đây là kết hợp 4 gót đấy. Vậy là vẫn có khoảng thời gian là sẽ bị ngắt quãng ra chứ không liên tục đâu, không liên tục đâu. Không úp lồng liền mạch được. Lấy cái gì đây? Tôi nghĩ là lấy cái giáp anh em ạ. Lấy giáp này, cho trâu. Hồi máu. Đang thiếu hồi máu. Chuyện này đang thiếu cái đồ hồi máu để có thể là trâu được ở trong, nhây được trong combat. Vì tôi rất sợ là sẽ bị cái con Omen nó đốt chết. Cái trưởng con Omen nó đặt ở những cái bãi mà nó có thể sẽ đốt hết máu của bạn nếu mà bạn không có đồ hút máu. Rất là nguy hiểm ở cái chỗ là chúng ta không có những cái món đồ mà có thể là tăng được nhiều máu ở trong trận đấu này. Cần phải có những cái món đồ tăng máu. Thôi chọn lấy cái giáp để có thể hồi máu được. Ui đây rồi. À đây, không phải, không phải, không phải. Water Spirit thì lại chơi được. Water Spirit bị hút mana đến chết à. Úp lồng trúng Water Spirit rồi. Thế thì bạn đi rồi bạn ơi. Còn hai máu thì đi rồi. Ui rồi ôi, nhìn kìa. Úp lồng kìa. Con Water Spirit mới lướt được. Đây là lần đầu tiên. Đây là lần thứ hai anh em ạ. Mới lướt được hai phát thôi. Ôi nhưng có vẻ như tôi vẫn thua. Water Spirit tín thật đấy. Tín thật, tín thật. Ủa, con Water Spirit tín thật đấy. Vẫn thua. Thế thì được đấy. Chắc là tôi sẽ phải làm cái clip tiếp theo là chơi con Water Spirit này rồi. Thử xem Water Spirit này lên 3 sao nó sẽ thấy như thế nào nào. Úp lồng, hay quá.
Ui thì solo à, một mình solo hết bọn này à? Được quá nhờ. Thậm chí là ở đây có dính Static Storm, không sao hết, vẫn solo được. Ui thắng rồi này, hai máu thì cậu đi rồi. Ui giời hoa. Hết giờ, Cà Long này, nhưng mà không chơi anh em nhá, không chơi Cà Long. Chỗ này không chơi Cà Long. Hứa với anh em là sẽ không động đến cái con này. Doom lấy không? Lấy, tí nữa sẽ counter vào con ấy. Con lông phải có Doom anh em ạ. Phải có Doom để chơi, chắc chắn rồi. Phải có Doom để chơi với cả Cà Long là phải có Doom. Có Doom tí nữa, Doom vào con Cà Long. Nhưng mà cái bài này Doom vào cái con Cà Long cũng khó phết đấy anh em ạ. Ví dụ như là nó lên được cái con Khan 3 sao thì chắc là auto là Doom vào con Khan. Auto Doom vào con Khan thì cũng khá là khó. Thậm chí là có thể Doom vào cái con Omen 2 sao ấy chứ. Chưa chắc là Doom được trúng vào cái con Canon đâu. Bài này toàn 5 tiền thôi. Trong cái bộ gót đỏ toàn 5 đô. May quá. Tôi chết mẹ bị Doom rồi. Ủa, lé được con armor thì lại bị Doom ạ. Cay nhờ. Ơ nhưng mà vẫn sống vậy á. Nhây thật đấy. Ui, thắng luôn này. Ăn được bộ xuyên anh em ơi. Ui, cái bộ này nhìn thế này thôi mà ăn được bộ xuyên này anh em này. Dominator lèo khèo thế này thôi mà ăn được bộ xuyên đấy. Được cái nhờ. Rồi thôi, cứ 50 tiền roll Dominator 3 sao thôi anh em ạ. Trừ khi là tôi bị đẩy một phát nữa, đẩy nhiều máu thì tôi sẽ roll hết tiền. Tầm này thì vẫn ổn anh em, tầm này vẫn ổn. Tầm này vẫn ổn, bây giờ chỉ chờ cái thằng Canon sang đây để xem thử độ cứng với sức mạnh của cái bộ này xem như nào. Xem có chơi được không anh em nhá. Dominator liệu có ăn được Canon không? Sợ phết đấy. Nhìn máu cái bọn ở dưới như nhau, nhưng mà cái thằng top 1 thì anh em nhìn cũng có thể thấy là cái bộ này nó khá là mạnh. Ra là con Canon thì chỉ cần nhẹ cái hai tia thôi là đã giữ máu ổn áp đến hết game rồi. Chắc chắn là sẽ trụ được. Ui gặp luôn này. Đâu Canon nào mày ra đây. Canon mày ra đây. Ui thật chết tôi rồi. Canon được bắn kìa. Đéo úp vào con Canon à. Ok ok, nhưng Canon bị úp rồi kìa. Canon chết rồi kìa. Ôi giời ơi anh em thấy không? Ui được quá nhở, được quá nhở. Ăn được gót Canon luôn. Ăn được gót Canon. Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ui con heo nó vẫn sống anh em ạ. Đéo ăn được. Con heo nó vẫn sống thì chịu rồi. Bây giờ giết con heo đi đó. Úp lồng tiếp. Ô đấm con heo. Ôi nó lại mạnh rồi anh em. Ui ôi mạnh quá, mạnh quá. Nhưng mà ăn được có một con. Giết được có lọt có một con, cay nhờ, mất có 3 máu ạ. Chả bỏ. Không ăn thua, không ăn thua. Mặc dù là cũng ở đây, cũng cần kèo đấy, cũng cần kèo phết đấy anh em ạ. Cũng khá là cần kèo ở đây. Thôi chúng ta phải đợi cái con Dominator này nó lên 3 sao để nó đấm nhau với con Canon cơ. Để lúc đấy chúng ta mới biết được xem là con nào ăn được con nào nha anh em nhé. Chứ còn tầm này tôi vẫn thấy là nó vẫn gọi là có gì đấy nó vẫn là hơi cân. Cứ cho con này lên 3 sao đi rồi Canon 2 sao đi chúng ta mới thử được sức mạnh anh em ạ. Canon bây giờ vẫn 1 sao thì vẫn chưa có phải là mạnh lắm đâu. Cho nó lên đưa lên 2 sao thì chúng ta mới biết được cái sức mạnh thật sự của gót Canon. Gót Canon 2 tia so với cái con Dominator đang đánh tay này thì không biết là như nào. Đánh tay đấm thì anh em đấm với từng phát một luôn. Đấm phát một luôn. Úp lồng không cho xuyên, xuyên có 7 này. Ủa, xuyên có 7 rồi. Úp lồng bạn ơi, úp lồng hay quá. Hay quá. Mẹ đấm được bọn xuyên 7 ra 7 vẫn thua. Tuyệt vời anh em ơi. Thế tức là cái bộ này nó cứ đấm với cả bọn meta. Meta xuyên kết hợp với cả 6 xuyên 4 wick Sven ở level 10. Anh 7 ở level 10 hú phát là coi như cả đội hình cộng một đống đam luôn. 7 thì 1000 đam nhưng mà vẫn không ăn thua nhỉ. Trông có vẻ vẫn chỉ là rồi muối so với bộ Dominator God thôi nhỉ. Ui ơi, anh em thử xem nhá, anh em thử. Và thôi anh em đừng thử. Tôi khuyên anh em chân thành một câu là anh em đừng thử nhá. Làm cho vui thôi, đừng có thử. Anh em đừng thử nhá.
mà nó lại hay có một cái như này, nó hay có một cái ngược cơ. Đấy là cứ mỗi lần mà tôi bảo anh em thử, anh em đéo thử đâu, nhưng mà tôi bảo anh em đừng thử thì anh em lại thử. Có phải không? Có phải không nhỉ? Thử comment thế nào, anh em thử comment vào thế nào, có phải không? Thằng kia nó đã phải sang, nó thấy hơi lạ lạ đấy, có gì đấy không ổn, có gì đấy hơi sai, phải sang soi. Sao soi được, ồ, cái gì nhỉ, cái gì nhỉ, nhìn hơi lạ nhỉ, đội hình gì thế này. Lúc đầu thì nó nhìn nó tưởng là chơi Greeter, à, chơi Greeter cơ, xong nhìn kỹ vào ra lại không phải Greeter. Ôi giời, sao phải nhìn sang soi, soi lại xem là như nào nào. Chém lan thôi nhỉ, chém lan đấm nó đau chứ, đúng không? Mình chém lan đi. Hiện tại thì cũng chưa biết lấy cái đồ gì. Rona Omen hay sao, rất tốt. Dominator chỉ còn có hai con nữa thôi, cố lên Dominator ơi. Xuyên 72 rồi này, ăn nổi cái thằng 72 này không? Ui mẹ, 72 có vẻ hơi khó nhá. Ui 72 cơ à, 72 có vẻ hơi khó nhá. Úp lồng đi, úp lồng chuẩn là bạn ơi, đéo có đam anh ạ. Rồi đi ơi, vừa mới khe đồ một round, mẹ round này con 72 ạ. Ui ui, nó đẩy tôi kìa, chết cha. 14 máu đâu rồi, thôi tôi nghĩ là luôn hết tiền rồi, round này là phải hết tiền luôn anh em ơi. Cho xin con Dominator 2 sao nào. 3 sao đây rồi, còn một con nữa. Có nữa. Doom, một con nữa thôi. Roll tiếp nhở, roll đi. Còn slot không? Một con Dominator nữa. Ra đi nào. Chết tôi rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, thằng Xuyên đây rồi anh em ơi. Ố, lần này giống như kiểu là tôi ăn được ấy. Nhìn này, úp lồng ngon này. Ui dồi ôi, bạn ơi. Nghe nói Xuyên meta, nghe nói Xuyên kết hợp với Demon là meta. Meta nào. Ui dồi, chứ không phải là meta này. Rồi tôi cứ ngỡ là nó đấm tôi bay màu với 14 máu tiếp theo lần thứ hai, nhưng không bạn ơi, thôi roll tiếp. Dominator 3 sao nào, Dominator 3 sao. Ôi, lên được con khan 3 rồi này, được quá nhờ, được đấy, được đấy. Vẫn thiếu một con Dominator. Kết thúc trận đấu sớm thôi anh em ạ. Kết thúc trận đấu sớm thôi. Hay quá. Ui ui, úp lồng trúng cái con ca lông rồi, con ca lông đéo bắn được. Ồ, bây giờ bắn được. Bắn được thì úp lồng lần nữa đi. Úp trúng vào con ca lông hộ tớ. Hay quá, nhưng mà đang bố là cái con God of War tốn nhiều thời gian đấm con này quá, đéo đấm được đâu. Blink ra sau hay quá. Được 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 bạn ơi. Ui solo với cả con này á. Ôi chết tôi rồi. Đéo được. Con này rất ngu nhá, úp lồng toàn úp ra đằng sau ạ. Úp vào cái vị trí mày đang đứng ý. Mẹ chán thế nhở. Úp lồng như thế đi ăn cướp rồi. Con này úp lồng ngu quá. Úp khôn tí là ăn rồi. Chán thật sự. Ra, còn con cuối. Bán đi rôn phát lửa nào. Ra. Không được rồi anh em ơi. Phát lửa cuối cùng. Ui không có rồi. Sắp chết đến nơi rồi, vẫn đéo ra được con này đến 3 sao, cay nhờ. Tôi cần cái con Dominator 3 sao. Tôi nói thật cho con Dominator 3 sao ấy, xem thằng nào ăn thằng nào nhá. Tầm này chỉ chẳng qua là Dominator 2 sao thì mới ăn được thôi. Lên Dominator 3 sao thì nó biết ngay xem thằng nào mạnh. Mày ăn tao à. Ăn được không? Ăn được không bạn ơi, úp lồng chuẩn tí đi nào. Úp lồng chuẩn phát đi xem nào. Ui chán thế nhờ. Ok. Được chưa, được chưa, được chưa, được chưa. Mẹ đéo bao giờ úp được vào cái con ca lông à. Rồi rồi, ra này thì ăn. Nhưng mà lọt một con, à, có ăn được không vậy.
solo với cả cái con này thì trâu lắm nhá. Ui, trông như là đéo solo được nổi. Ui, nó phun đồ cho cái con khan ba, phun đồ cho khan ba, dồn đồ cho khan ba. Chết tôi rồi, còn có ba máu vẫn chưa lên được con Dominator 3 sao anh em ạ. Cay nhờ. Thôi chết rồi, có thể làm thế nào bây giờ? Có dùng con Doom này không nhỉ? Tôi nghĩ là sẽ phải dùng con Doom. Doom chắc là phải dùng rồi. Không thể là bỏ con Doom này ra được, tí nữa là phải có Doom để Doom cà lồng 2 sao. Bởi vì bây giờ nó chưa lên 2 sao, tôi chưa cho Doom vào thôi. Chứ còn lên 2 sao là chắc chắn là phải cho Doom vào để Doom vào con cà lồng. Đấy, bây giờ cho Doom vào thì nó không hiệu quả bởi vì nó mới có 1 sao. Chính vì thế là tôi chưa cho vào. Chứ còn nếu mà nó lên 2 sao, con cà lồng nó lên 2 sao ấy, đối thủ chắc chắn là tôi phải cho con Doom vào đấy. Chứ tôi không có bỏ con Doom này để tôi roll đâu. Bán đi để có tiền roll ra con Dominator 3 sao có khi lại sùng hồ anh em ạ. Vẫn phải có Doom, không tí nữa không tìm được cái chết. Có sẵn rồi. Nhưng mà có một cái là như này, một câu hỏi là như này, nếu mà bây giờ Doom cho vào ấy, bỏ một con God ra ấy thì câu điên, hay quá. Bây giờ bỏ một con God ra. Đấy, món đồ gì đây? BKB đi. Bây giờ bỏ con God ra ấy thì nó có một cái là nó sẽ bị thiếu cái cooldown của cái úp lồng, nó sẽ bị giảm đi. À, nó sẽ tăng lên chứ, nó tăng lên. Ui đâu rồi, hay quá. Vô địch rồi anh em ơi. Cho Doom vào luôn nhỉ. Cho Doom vào thôi. Cả lông hai mẹ rồi gì đó, cho vào. Đây rồi bạn ơi. Doom vào cả lông, là ăn. Doom vào cả lông, úp lồng luôn, là đúng vào vị trí của cả lông luôn. Nhưng mà Doom đâu? Con Doom đâu? Ok, đéo là con Doom lại bị đứng im kia. Nhưng mà vẫn Doom được vào con cả lông rồi anh em. Thế là ăn rồi. Nào, cậu như nào, cậu muốn như nào, cậu nói hộ tớ. Cậu muốn như nào, tớ chiều cậu hết. Ừ, con cá lông tỉnh dậy rồi kìa. Tỉnh dậy rồi kìa. Ui rồi, không ăn thua bạn ơi. Thấy chưa, anh em thấy chưa? Anh em thấy Dominator khỏe mà. Nhưng mà cooldown bây giờ là 7 giây anh em ạ. Cooldown 7 giây. Vừa lấy là 6 giây thôi, còn bây giờ là 7 giây. Ok. Lên 3 sao thì nó là 7 giây, nhưng mà 2 sao thì nó sẽ hơn đấy anh em ạ. 2 sao thì chắc là nó phải 9 giây nó mới úp lồng một phát. 9 hay là 8 giây gì đấy. Và tôi lên 3 sao thì nó chỉ còn có 7 giây là úp lồng một phát thôi. À, đổi vị trí cà lông. Đổi với chúng tôi. Ờ, như nào? Bắt luôn ách. Ui, con ách ngủ thế. Lại còn úp lồng mới cũng ngu luôn kìa. Úp lồng trượt cái con cá lồng rồi. Con Doom làm sao? Con Doom vào đâu ấy? Ôi rồi ôi, con Doom thì cũng lại Doom vào con khan. Con Creator với con Doom nó là địch làm vùng rồi anh em ơi. Mẹ ơi, nhìn kìa. Úp lồng một quả đúng xem nào. Tôi chết rồi, chính xác là nó làm vùng, nó phản tôi rồi. Cay thế nhờ. Mẹ, úp lồng vào một mình con Storm Shaman nó giải quyết được cái điều gì đâu. Mẹ cay thế. Nếu không hiểu kiểu gì, một mình cái con Creator dồn hết đồ cho nó thì nó lại là cái thằng lầm vùng. Mẹ cày thế nhở. Cái trận trước thì con Rubik nó là điệp viên của bên tôi, bây giờ lại cái con Creator nó lại là điệp viên của quân bên địch anh em ạ. Cay thật, đéo bây giờ chơi con này nữa anh em nhá. Con này cho vào blacklist luôn. Cay thật sự. Trận sau là không bao giờ chơi con Creator này nữa, con Dominator này nữa. Mẹ úp lầu mới ngu thế không biết được. Thôi đéo chơi nữa, trận sau chơi Water Spirit anh em ạ. Nhá, Water Spirit. Cảm ơn anh em rất nhiều, anh em thấy hay để lại cho tôi một like nha anh em nhá. Và anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm những clip tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye.